Hôm nay anh em tôi sẽ đi bắt cá. Chài rất là to luôn các bạn. Hai cái chài luôn. Đó. Chài này dài lắm. Hai thằng này anh đang cột xích anh em ạ. Mới làm các bạn nhé. Đấy. Đi đánh chặt cá cho anh em xem. Hôm nay đông người lắm anh em ạ. Ui, đi như đi đám cưới luôn. Anh em này đang nhậu. Mình trơ trơ mới đi các bạn nhé. Đây cá này. Đó. Anh em này đang nhậu. Nhiều cá không? Đang chuẩn bị đi đấy các bạn. Bao cước em thế. Sách. Ừ. Đông người lắm. Nhiều người lắm, cá nó ít thôi các bạn. Cá đây các bạn ơi. Đó. Ít thôi. Dưới cái còn sâu lắm nên không mang máy quay cho các bạn xem. Hai thằng em này đang kiếm củi. Hả nè. Hả bà cái mà. À từng ai từng đường. Bà ưng cọc. Mời anh em ăn nha. Tại yên ra cần chọc. Ăn ngon quá. Tự nhiên nha. Hôm nay ăn cá. Nóng sạch nha lúc mặt đó. Cá này không ngon lắm anh ạ. Ăn kiểu Thái Lan luôn. Cá này toàn máu không? Không đổ quá mà. Đổ. Thái Lan lần thoải. Nãy xả Thái Lan này. Đây nữa các bạn ơi, cái tối này mình quên giới thiệu cho các bạn này. Cái này bắt bắt từ sáng ấy, bắt từ 12 giờ ấy. Bây giờ 4-5 giờ. Đó các bạn. Thấy không? Đó. Đựng trong cá này nó chết hết rồi. Tại vì để lâu từ sáng ấy. Đó các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Chắc hôm nay chắc cũng 30 kg ấy. Nước nó cạn hết rồi. Chắc hôm nay là tập cuối đấy các bạn. Cá chép to lắm nha. To chả bá luôn. Chín rồi các bạn. Ăn đi. Mời mọi người nhá. Ăn cá cho đỡ đói. Có bắn không? Nhiều cá không? Nhiều cá thật hơi. À bà kịch mì. Đây bà kịch ở mì tầm tay. Ở mì lắm khu tầm mì tay. Dạ. Ngon lắm các bạn ơi. Điện điện thoại. Ăn ính đó, ăn ính đó. Đủ mồ đúng không? Thật lớn cá đã ăn ính đó xinh được. Thơm thật lắm. Món là đang hải bằng tiếng. Chắc kết thúc clip ở đây thôi các bạn. Các bạn thấy hay cho một like và đăng ký kênh để xem clip tiếp theo anh em mình nha. Bye bye. Thank you.
Thôi về thôi các bác ơi. Chả được con nào luôn. Có mấy con nhiều người quá. Người ta về hết. Đấy. Còn 2-3 người. Trời nó tối rồi các bạn. Đó các bạn thấy không? Tối rồi. Được chừng này cá này các bạn. Đó. Nhiều cá bự lắm các bạn nhé. Cá chép này gần ký các bạn nhé. Chắc hơn ký rồi đấy. Đây các bạn. Đó. Các bạn nhìn thấy không? Ghê không? Bự chả bá luôn đấy. Chắc hôm nay là hết cá các bạn ơi. Giờ anh em tôi tính về đây. Được 2 túi. Hơn 20 ký ấy. Đó. Chào tạm biệt các bạn nhé.